Xin chào quý bà cô chú anh chị. Thì hôm nay nhân dịp lễ giỗ lần thứ 77 của cha Trương Bửu Diệp, hiểu thì sẽ chia sẻ đến quý bà cô chú anh chị cái khung cảnh của nhà thờ thánh lễ của ông Trương Bửu Diệp. Thì hiện tại thì đang đứng trước cái sảnh ở cổng chính đi vào. Du khách hiện tại rất là đông. Khách du lịch và khách hành hương cũng rất là đông nha cả nhà. Để hiện dẫn cả nhà đi vào trong thánh điện nha cả nhà. Rất là đẹp, rất là rộng luôn. Khách hành hương rất là đông. Nhân lễ giỗ lần thứ 77 của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ở Bạc Liêu nha cả nhà. Rất là rộng luôn cả nhà ơi. Thì thiện sẽ đưa cả nhà vào trong khu thánh điện để mà chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp ở bên trong nha cả nhà. Tại thì đang cúng nha cả nhà. Thank you.
Rất rộng luôn cả nhà ơi, rất rộng, rất đẹp, du khách thập phương đến rất là đông nha cả nhà. Rất là rộng, rất thoáng, rất đẹp luôn cả nhà.
không? Hả? Thôi, video của Phú Thiện xin khép lại tại đây. Hẹn quý bà cô chú anh chị đón xem các video tiếp theo nha. Chào, tạm biệt.